các em được phát bánh trung thu đèn lồng và cả bánh pizza. Cuộc sống ở một nước xa lạ bấp bênh đời tị nạn, có em mới lần đầu biết đến trung thu là gì. Bà Resbui, giám đốc dự án hỗ trợ người thượng cho hay. Cái cộng đồng này đó thì họ sống chung với nhau khoảng từ chừng 150 gia đình. Thì họ sống vòng vòng đây, chung quanh ở đây. Cái apartment này là cũng đông người thường ở nhất. Do đó chúng tôi tổ chức ở đây để cho các em khỏi đi xa. Nhưng mà những các em khác thì không có tới được vì hôm nay trời mưa. Và họ sống với nhau rất là vui vẻ. Và họ có sự đoàn kết rất là chặt chẽ trong cuộc sống của họ tại đây. Hôm Chủ nhật ngày 1 tháng 10, Hội Thánh Tin Lành của Mục sư Nguyễn Hành cũng tổ chức phát bánh trung thu cho hơn chục trẻ em người thượng. Ông chia sẻ. Người tị nạn ở đây thì Hội Thánh của chúng tôi thì có khoảng chừng 20 mấy em thiếu nhi. Hôm nay thì nhân cái dịp trung thu thì có một vài ăn nhân người ta giúp đỡ một ít quà bánh cho các em. Và một năm mới có một lần thì cũng cảm ơn các ăn nhân họ mua bánh, họ đem tới và mỗi em được một phần. Thì hôm nay các em rất là vui vì từ trước đến giờ bao nhiêu năm rồi thì chúng tôi chưa có một cái bữa trung thu nào mà vui như trung thu hôm nay. Thì các em nhận được những cái món quà đầy tình yêu thương của các ăn nhân từ các nơi gửi để giúp cho các em có một cái trung thu rất là vui. Có khoảng 150 gia đình người thượng đang xin quy chế tị nạn ở Thái Lan, nhưng không nhiều trong số họ được đậu phỏng vấn của Liên Hiệp Quốc. Mục sư Hành cho biết. Ba mẹ như thế nào thì con nó sẽ ảnh hưởng. Ba mẹ thì của các em tị nạn ở đây thì rất là khổ. Hiện tại thì họ không có đi làm được. Nếu đi làm thì bị police bắt. Còn nếu họ không đi làm thì lại không có tiền để sinh sống. Thì nếu như mà ba mẹ không có tiền thì chắc chắn nó ảnh hưởng đến con. Và nhất là những cái đứa đang bị bệnh tật. Trên 5 tuổi thì dưới 5 tuổi khi bệnh nó đi bệnh viện thì được cao quỹ giúp đỡ. Nhưng mà trên 5 tuổi, 6 tuổi trở lên thì không được giúp đỡ. Cho nên có những gia đình mà không may con bị bệnh thì rất là khó khăn trong vấn đề mà đi bệnh viện tiền thuốc men cho các cháu. Cái ăn uống hàng ngày thì các cháu cũng khó khăn. Nói chung là có gì thì ăn đó cũng thiếu chất. Cho nên các em nó cũng cò cò chứ không được lớn như người Thái được. Tuy nhiên dù có quy chế hay không, các em vẫn may mắn có được cơ hội học tiếng Thái miễn phí. Tương lai của những đứa con của người thượng Tây Nguyên phải lánh nạn sang Thái Lan không mấy sáng sủa như ánh đèn mà các cháu rước trong đêm trung thu năm nay tại xứ người.